Dạ, TV256 xin mến chào quý vị. Dạ, trước hết thì TV256 muốn nhắc nhở quý vị cái câu mà từ ngàn xưa rồi TV thường nghe thấy, không? Kiến nghĩa bất vi, vô dõng vạc giả. Kiến nghĩa bất vi, vô dõng giả là khi mà mình thấy cái việc mà việc nghĩa đó, việc đúng đó mà mình không làm đó thì mình không phải là người anh hùng. Thì hôm nay đó quý vị thấy ở cái hình của cô Huệ Như đó, TV256 gọi là chị Huệ Như. Những người đấu tranh trong nước thì TV thích gọi là bằng chữ chị Huệ Như, vì những người đấu tranh trong nước có rất nhiều can đảm, mình phải nói như vậy. Thành ra mình gọi chị cũng là đúng đó, dù là có nhỏ tuổi hơn TV256 nhưng mà mình phải tôn trọng họ, vì họ rất là khí khái. Cô Huệ Như này đó, chị Huệ Như á, chỉ nghe theo lời ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng gọi là chống tham nhũng đó, ổng gọi là đốt lò, ổng chống tham nhũng từ cả chục năm nay rồi. Thì đó, cổ nghe lời ông Nguyễn Phú Trọng, cổ đi chỗ chống bót bẩn ở Thăng Long Nội Bài đó. Thì mấy cái bót bẩn đó nó xây không có đúng vị trí để mà nó thâu tiền nhiều thêm, thì người ta gọi là bót bẩn, là BOT đó. Thì mình thấy nó sai thì mình cũng chống tham nhũng để mà nghe theo lời của ông Nguyễn Phú Trọng. Rốt cuộc có phải là chị Huệ Như chỉ bị tù oan không? Tù oan mà 3 năm 3 tháng trời, tổng cộng là 39 tháng. Mình thấy cái chế độ nó mang rợ không? Mà mình thấy một cái tên tổng bí thư mang rợ không? Đối với TV256, cái thằng mà Nguyễn Phú Trọng này đó là một cái thằng mang rợ. Nó rất là mang rợ. Nó đưa ra cái vấn đề người chống tham nhũng mà người ta cũng chống tham nhũng. Người dân cũng có quyền chống tham nhũng chứ. Thì nó lại bắt vô trong tù. Ở tù tới 39 tháng. Trong khi đó, cái thằng Nguyễn Phú Trọng này, nó là cái thằng tham nhũng gặp. Nó là cái thằng tham nhũng quyền lực. Là cái điều đó mà mình thấy rõ ràng nhất. Tham nhũng quyền lực làm sao? Khi nó đã làm 2 nhiệm kỳ rồi, thì lúc đó là nó đã lớn tuổi rồi. Nó xin gọi là thêm được làm thêm nửa nhiệm kỳ nữa. Nhiệm kỳ thứ hai đó, nó làm thêm nửa nhiệm kỳ nữa. Mà lúc đó là gần 70 tuổi rồi. Thì người ta cũng cho nó làm nửa nhiệm kỳ. Mà khi nó làm hết 2 nhiệm kỳ rồi đó, nó lại đạp điều lệ đảng. Điều lệ đảng gọi là tổng bí thư chỉ có làm được 2 nhiệm kỳ liên tiếp là tối đa. TV256 có đọc cái điều lệ đảng, nó rõ ràng là như vậy. Thế mà nó vẫn gọi là điều lệ đảng còn đó, chưa có sửa, nó vẫn đạp điều lệ đảng, nó làm thêm một nhiệm kỳ thứ 3 nữa. Vậy có phải là đó tham nhũng quyền lực không? Mà tham nhũng quyền lực đó là nó còn tác hại còn hơn gấp trăm lần tham nhũng tiền bạc nữa. Tại vì quyền lực nó đẻ ra tiền mà. Mà quyền lực này là tối cao, quyền lực của một ông vua. À, cái thằng Nguyễn Phú Trọng đó. Thành ra TV256 gọi đó là thằng là vậy. Nó không xứng đáng gọi là ông. Thằng Nguyễn Phú Trọng. Mà mình gọi nó là thằng khỉ á.
thằng khỉ Trường Sơn, thằng khỉ hang Bắc Bó đó. Tại vì đó nó là nó sống ở Trường Sơn giống như sống ở trong rừng đó, nó đâu có hiểu về luật pháp đâu. Luật pháp người ta cho nó cái chỉ điều lệ đảng chỉ có 2 nhiệm kỳ à, nó sẵn sàng nó đạp điều lệ đảng để mà làm 3 nhiệm kỳ. Coi nó phải là con khỉ không? Nó là con khỉ, khỉ Trường Sơn, thành ra nó đâu cần phải học luật con khỉ gì đâu. Đó là thằng Nguyễn Phú Trọng đó, mà nó làm trước mặt gọi là 5 triệu đảng viên của nó đó, ai làm gì nó, ai làm gì nó, mình cũng thấy 5 triệu đảng viên cũng là những cái tên hèn nhát thôi, đâu có dám nói gì nó. Quyền lực nó là vô song mà, đâu có ai mà nói là một ông vua mà. Ông vua của chế độ phong kiến mà, ai mà dám chống lại nó, chống nó đặng vô tù à. Biết bao nhiêu người gọi là nó thảy vô trong lò rồi, đâu có ai mà dám chống nó nữa. Thì hôm nay đó, nói thiệt đó thì TV thấy cái chị Huệ Như này rất xứng đáng gọi là với cái câu mà ngạn ngữ mà hồi nãy TV nói đó, là kiến nghĩa bất vi vô dõng giả. Là mình thấy cái việc mà nghĩa khí, việc đúng mình phải làm, là chị Huệ Như này chỉ làm như vậy. Chỉ thấy đánh Tham Nhũng là đúng, chỉ theo Nguyễn Phú Trọng đó. Rồi bây giờ đó, sau 39 tháng ở trong tù, khi trở ra ngoài này thì TV256 có liên lạc với cổ mới hôm qua. Thì cô hỏi, TV hỏi, tại sao cô đâu có sợ đâu, thành ra chị đâu có sợ đâu, thành ra chị livestream để mà kể về cái cảnh tù đầy ở trong nhà tù mà chị Huệ Như này đã ra được 3 lần livestream như vậy rồi. Là có tập 1, tập 2, tập 3, 3 tập ở trong kể chuyện trong tù. Thì TV256 có hỏi chị Huệ Như rằng là chị có sợ không? Chỉ nói sợ chứ sao mà không sợ. Sợ nhưng mà thấy việc đúng nó phải làm. Thấy không? Chị thấy cái người phụ nữ này rất là can đảm, nên là hôm nay nó thì TV thấy cần phải làm cái clip này để mà giới thiệu cho quý anh chị em, mà quý anh chị em chắc là biết rõ cô chị Huệ Như này. Tại vì cách đây là trên 3 năm đó thì mình thấy cổ bị bắt trong tù thì mình cũng đau lòng lắm. Rất là đau lòng. Mình thử hỏi cái đất nước mình như vậy đó, những người yêu nước đó bị bắt ở trong tù đó, rồi chúng ta nghĩ như thế nào? Đâu phải là chỉ có một mình chị Huệ Như, mà trong đó còn có Cấn Thị Thiêu, rồi có anh Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, rồi Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Mỹ Tâm, rồi anh Dũng Vô Va, không thể tưởng tượng được hàng trăm tù nhân, hàng ngàn tù nhân, mà đó là những người yêu nước. Thiệt tình đó, mình không thể hiểu nổi luôn. Tại vì sao cái đất nước mình đó, người nào mà lên tiếng vì cái tấm lòng yêu nước của họ đều bị bắt bỏ vô trong tù. Mà cái chế độ này đó, cứ đưa ra những cái điều luật gọi là lưu manh, những điều luật gọi là mơ hồ, giống như cái điều luật mà 331 hoặc là điều luật 117 tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa, rồi điều 109 lật đổ chính quyền nhân dân.
Điều 331 là cái điều mà tồi tệ nhất mà cả thế giới người ta lên án rồi. Anh không thể nào mà đặt luật gì mà quái đản như vậy đó. Lợi dụng hoặc là sử dụng nó cũng giống nhau thôi, nó không phải là cái tội. Khi mà luật pháp, nó có cái luật pháp đó, thì mình có lợi dụng cái điều luật đó, nó không có là cái tội. Lợi dụng điều này điều nọ, nhờ có luật pháp thành ra người ta lợi dụng cái luật pháp đó để người ta bảo vệ. Bây giờ luật pháp nó có cái quyền biểu tình, thì người dân có quyền biểu tình, người ta phải lợi dụng cái quyền đó để người ta tránh bị tù tội, chứ không phải mình lợi dụng cái quyền đó đó là mình phải ở tù. Khi mà con người ta có cái quyền là người ta có cái quyền lợi dụng để mà cho người ta, chứ giống như hiến pháp điều 25 có cái quyền tự do ngôn luận, có cái quyền tự do biểu tình, thì người ta có quyền lợi dụng cái điều 25 đó để người ta xuống đường, người ta biểu tình. Cái chuyện đó không có ai mà bắt người ta được hết á. Tại sao cái điều 331 nó lại bỏ tù người ta về cái vấn đề mà lợi dụng? Có phải là cái luật pháp nó man rợ không? Nó bỏ tù biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu người ở cái điều 331 rồi, mà cả thế giới người ta lên án, nó cũng vẫn tiếp tục nó sử dụng cái quyền cái điều 331. Có phải là nhà nước này nó lợi dụng không? Nó lợi dụng điều 331 thì được, để mà bắt người ta. Chính cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này, nó lợi dụng điều 331 để mà nó bắt biết bao nhiêu người bỏ trong tù trong. Có phải nó làm điều tồi bại không? Trong khi người dân thì không được lợi dụng. Người dân lợi dụng là nó bắt bỏ trong tù. Mà lợi dụng với sử dụng nó cũng giống nhau hết rồi, nó đâu có khác gì đâu. Mình lợi dụng là mình làm cho mình để mình tránh bị tù tội. Mình phải lợi dụng cái luật pháp đó, mình làm đúng cái luật pháp, là những người lợi dụng đó là phải được gọi là nhà nước hoặc là chính phủ gọi là tuyên dương, khen thưởng. Tại vì người ta lợi dụng, người ta sử dụng luật pháp, là những người đó tuân thủ luật pháp, tuân thủ hiến pháp, là mình phải tuyên dương người ta, chứ không phải mình bắt người ta bỏ vô trong tù. Bỏ vô trong tù vậy là rất là mỏi rỡ. Một cái đất nước mà bắt những người yêu nước bỏ vô trong tù hết thì làm sao cái đất nước phát triển được? Làm sao mà sánh cùng năm châu được? Một cái đất nước mày mỏi rợ như vậy rồi làm sao mày chơi với ai? Thiệt đó. Đất nước mà mỏi rợ đó đâu có chơi được với ai đâu. Mà người ta đã nói bao nhiêu rồi, biết bao nhiêu người người ta đứng lên người ta nói rồi, người ta đòi hỏi phải có nhân quyền, những cái quyền mà là cơ bản của con người, nhất là cái quyền tự do ngôn luận. Trong khi cái đất nước chưa có được cái quyền tự do ngôn luận nữa, chưa có được quyền tự do biểu tình nữa, mà hiến pháp ghi rành rành như vậy. Hiến pháp ghi rành rành là quyền tự do biểu tình nằm ở điều 25 hiến pháp. Mà người ta ra biểu tình chống giặc Tàu nó cũng bắt, nó đạp vô mặt nó. Thử có cái nhà nước mà mọi rợ như vậy làm sao được? Nó làm gọi là toàn dân người là căm phẫn, có tivi là rất là căm phẫn những cái điều luật đó, không thể chấp nhận được. Một người phụ nữ mà
mà rất là anh hùng như vậy. Kiếm ra một người phụ nữ giống như như chị Huệ Như đâu phải là dễ đâu. Mà bị ở tù 39 tháng rồi ra, vẫn tiếp tục đấu tranh, vẫn tiếp tục live stream để mà nói về cái chế độ mang rợ, cái chế độ mà nhà tù mang rợ. Nhà tù cộng sản rất là mang rợ. Không có đủ nước lọc cho người tù nhân. Không có băng vệ sinh cho người phụ nữ. Quý vị nghe nè, quý vị nghe cái clip 1 nha. Đó, cái clip 1 nhật ký trong tù tập 1. Đó. Chị Huệ Như nói đó. Lâu lắm rồi lại lấy lại tinh thần và sức khỏe, lại được lên sóng để gặp với mọi người. Mọi người vào xem nhiều đi ạ, để em chia sẻ tí là câu chuyện nhật ký trong tù ạ. Nhật ký trong tù. Vui ơi là vui, bởi vì là mình là người được trải nghiệm thực tế quá trình ở trong tù 39 tháng. Tất cả những cái sự việc mà có lẽ là chỉ những người trong cuộc mới có thể là hiểu rõ nhất. Chứ không thể là nghe thì có thể là các bạn nghe rất là nhiều, nhưng mà chắc là để được trải nghiệm và chính xác nhất thì chỉ có những người trong cuộc thì sẽ nói một cách chính xác nhất về cái việc mà như thế nào ở trong trại giam. Bởi vì là ở trên đất nước Việt Nam thì có rất nhiều những trại giam, trại tạm giam và trại giam thuộc về công an tỉnh của các huyện, các tỉnh này, rồi lại các hệ thống của cục C10. Và mình là người bị 39 tháng tù giam các bạn ạ, nhưng mà mình bị chuyển 4 nơi cơ. Cho nên là cái quá trình không nản không? Chuyển người ta 4 nơi. Cái mà mình thấy nó cái nhà cầm quyền nó rất tồi bại là nó chuyển cái nơi chót, là bảo đảm là nó chuyển còn xa hơn cái nơi quê nhà của mình nữa. Mình quê mình ở đâu thì nó giam ở đó đi, nó chuyển xa lắc xa lơ à, nó cố tình để mà nó làm hại người tù, làm hại gia đình người tù, phải tốn tiền nhiều để đi thăm nuôi, phải vượt hàng trăm cây số, hàng ngàn cây số để mà tiếp tế cho bà con thân nhân của mình đang bị ở trong tù. Có phải chế độ nó mọi rợ không? Mà nói mọi rợ rồi không thể tưởng tượng luôn đó. Tại sao mà cái chế độ nó như vậy mà nó vẫn còn tồn tại ở trên thế giới này? Nó vẫn còn tồn tại và nó vẫn cai trị người Việt Nam như vậy? Mình sự thật mình không hiểu luôn á. Có thể là cái chế độ nó quá tàn ác. Nó quá tàn ác. Tại vì đó, nó có cái thằng gián điệp Hồ Chí Minh, nó cai trị. Rồi nó vừa được dựng tượng, rồi nó được tôn thờ, bởi vì người dân Việt Nam mới khổ như vậy. Rồi nó sử dụng cái lá cờ phúc kiến của giặc Tàu để cho toàn dân Việt Nam coi giống như là cờ tổ quốc. Thành ra cái đất nước mình nó mới khổ đến ngày hôm nay. Đó là sự thật lịch sử mà mình cần phải giải mã đó. Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu. TV256 có đầy đủ bằng chứng. Và Hồ Chí Minh là cái thằng mà đem cái lá cờ phúc kiến để cho người dân Việt Nam tôn thờ, làm cái cờ tổ quốc. Đó là sự thật như vậy đó. Rồi. Của mình nó cũng rất là gian nan. Tuy nhiên rằng là những cái trải nghiệm của mình thì cũng không hề nhỏ. Định với mọi người là đến hẹn với mọi người là 8 giờ tối nay, tức là 20 giờ tối ấy, thì mình sẽ lên sóng cùng mọi người. Nhưng mà buổi tối ở nhà mình thì mạng rất là kém, thỉnh thoảng nó lại mất sóng, cho nên là sẽ không lên được cùng với mọi người trọn vẹn từ đầu đến cuối. Cho nên là mình xin phép là được
lên sớm một chút để có thời gian chia sẻ với mọi người hơn, vì là bây giờ thì mọi người cũng chắc là đang giờ làm việc ở Việt Nam này và ở các nước khác thì nó cũng lệch múi giờ nhau. Nhưng tuy nhiên là sự chia sẻ của mình thì sẽ được các bạn ủng hộ, chia sẻ đến để rộng rãi mọi người biết được cái sự thật trong các cái nhà tù ở Việt Nam, và đặc biệt là những nhà giam mà giam những phạm nhân nữ. Cũng nhiều người đang vào xem rồi nên là trước tiên thì để bắt đầu một cái câu chuyện rất là dài, rất là sâu và rất là lâu như thế này thì mình sẽ có những cái lời cảm ơn đến với tất cả những anh em tù nhân lương tâm mà đang ở trong các trại tạm giam. Và vì sao mình phải đăng một cái đàn như thế này để mình nói, mặc dù là đã rất là nhiều người khuyên mình là nên dừng lại, phải đảm bảo an toàn sức khỏe này, đảm bảo tinh thần, đảm bảo sức khỏe trước khi mà mình bắt đầu những cái buổi live stream mới để nói về chế độ trong các nhà tù cộng sản. Tuy nhiên rằng là mình không thể im lặng được các bạn ạ, bởi vì là trong đấy còn rất nhiều người đang phải chịu tù này, mà trước đấy họ lên tiếng rất nhiều cho mình, đấy là anh Lê Dũng Vô Va này, chị Tâm Dương Nội này, chị Cấn Thị Thêu này, bạn Đỗ Nam Trung này, rồi bạn Trương Châu Hữu Danh này, còn rất nhiều những người nữa, mọi người đang phải chịu cảnh tù đầy ở trong các cái nhà giam. Và nếu như mà người bên ngoài như mình được trải nghiệm như mình mà không lên tiếng để cho mọi người biết được cái sự khốn nạn ở trong các nhà tù như thế nào, thì chắc chắn là những người trong đấy cực kỳ là khổ, cực kỳ là vất vả. Vì sao mình an toàn được đến ngày hôm nay thì các bạn phải biết rằng công lao rất lớn thuộc về những người vòng ngoài của mình. Đấy là anh Nguyễn Cường, đấy là bạn Thu Thủy, đấy là những anh em của Nam Định, đấy là anh em của Quảng Ninh, đấy là anh em của Hà Nội, của Thái Nguyên, của tất cả mọi nơi trên mọi miền Tổ quốc lên tiếng để bảo vệ mình. Thì bản thân mình mới được an toàn đến như ngày hôm nay để ra có thể nói chuyện được với các bạn như thế này. Chứ nếu không có tiếng nói của những người bên ngoài thì chắc chắn bên trong mình gọi là một cá nhân nhỏ bé, chúng nó sẽ vùi dập mình và mình sẽ chết mà không biết các bạn ạ. Cũng giống như những người khác, em chào anh Võ Văn Dũng, chào tất cả mọi người đang xem nhé. Rất mong muốn là mọi người sẽ lan tỏa những cái chuyên mục này của... Quý vị thấy kinh hoàng không? Nghe kinh hoàng luôn. Nghe vừa kinh hoàng mà vừa đau đớn nữa. Tại sao mà nó hành hạ con người như vậy? Nó hành hạ một phụ nữ như vậy? Đó, anh Dũng Vô Va rồi hồi nãy có nói thêm, rồi chị Cấn Thị Thêu, rồi chị Tâm Dương Nội nữa. Đó là những người mà chúng ta yêu mến nằm ở trong tù của mình, để một là để lên án cái chế độ trong nhà tù của cục C10 quản lý, của các trại giam trong công an các tỉnh quản lý, hai nữa là để bảo vệ những tù nhân lương tâm, họ đang cất tiếng nói bảo vệ cộng đồng. Và bây giờ cộng đồng, mấy cái thằng công an ơi, mày phải nghe đây, mày nghe đi, mày nghe dân mày nói nè, mày nghe một người anh hùng nè, phải có trách nhiệm, phải lên tiếng để bảo vệ họ trong trại giam. Nhưng mình là bị chuyển 4 trại các bạn ạ. Trước tiên... Họ có sợ mày không? Họ có sợ mày không? Chị Huệ Như này có sợ mày không? Hả? Mấy thằng công an, mấy thằng Nguyễn Phú Trọng, hả? Mấy thằng tàn ác với người dân, mấy thằng Phạm Minh Chính, mấy thằng đâu rồi? Mày nghe đi, mày nghe người dân nói mày nè. Tên là bị bắt ở tạm giam ở công an huyện Sóc Sơn, thì mình bị giam ở đấy mấy ngày. Sau đó mình bị chuyển lên trại giam số 1 của Bộ Công an mà thường gọi là Hỏa Lò đấy. Có một bạn là Đào Minh Hiển muốn lên tham gia cùng mình. Được rồi, và một lát nữa thì mọi người cũng cứ gửi những cái muốn tham gia khách mời cùng mình nhé, để chúng ta cùng chia sẻ rộng rãi cái việc này, và chúng ta cũng đặt những câu hỏi để làm sao để tôi trả lời chân thực nhất để cho các bạn biết rõ về cái việc trong tù nó như thế nào. Tuy nhiên là trong cái buổi ngày hôm nay thì tôi muốn nói với các bạn về nó sẽ có rất nhiều những cái tập tiếp theo nữa để mình nói sâu về từng nơi một. Nhưng ngày hôm nay thì tôi xin nói về một chủ đề cụ thể, đó là cái ngày giam tôi đầu tiên ở công an huyện Sóc Sơn. Và công an huyện Sóc Sơn là người tôi tin chắc rằng là khi tôi công khai cái việc này lên cộng đồng mạng xã hội sẽ lên tiếng hỏi hộ tôi rằng là công
được một cái văn bản gọi là độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Không có một cái hệ trong toàn hệ thống hành chính cũng như là hệ thống chính trị của Việt Nam, chưa hề có một cái cơ quan nào mang tên là liên ngành nội chính. Thế mà cơ quan công an huyện Sóc Sơn đã ra hẳn được một văn bản thuộc liên ngành nội chính huyện Sóc Sơn để ngày khởi tố tôi là ngày 11 và ngày 14. Cơ quan liên ngành nội chính của huyện Sóc Sơn đã ra một cái quyết định chỉ định luôn đấy là án điểm, mặc dù là chưa bắt tạm giam tôi, chưa điều tra để biết là tôi có tội hay không. Đấy, nên là tôi muốn nói với các bạn rằng là chưa có điều tra, chưa có lệnh tòa án mà đã xem người ta là có tội rồi. Phải có bộ mỗi rợ không? Sự vô pháp ở trên đất nước Việt Nam không có gì là không thể làm được. Một cơ quan công an huyện, nhưng mà họ sẵn sàng nghĩ là một văn bản mà chưa từng có trong hệ thống chính trị lẫn hệ thống hành chính của Việt Nam. Liên ngành nội chính, cái hệ thống nó nằm ở đâu mà nó có gọi là bắt giam người ta mà không cần bản án, không cần tòa án? Đấy là liên ngành nội chính. Các bạn thử hỏi xem là họ kinh khủng như thế nào. Họ sẵn sàng trà đạp lên pháp luật, miễn là bắt được người và nhốt con người này vào một chỗ để cho chúng ta yên tâm cướp bóc các cái BOT. Đấy, chính vì những cái điều như thế mà tôi buộc phải là lên tiếng để đòi lại công bằng cho chính bản thân mình, đòi lại công bằng cho những người bạn của tôi đang ở trong tù. Và chính vì vậy thì tôi sẽ đăng đàn để bóc hết toàn bộ những cái gì tôi đã trải nghiệm trong tù, những cái khó khăn, những cái khốn nạn, những cái cực khổ mà chúng tôi phải chịu trong suốt thời gian vừa qua. Không chỉ bản thân tôi bằng và còn rất nhiều những phạm nhân khác. Tại sao mà ở Việt Nam có rất nhiều phạm nhân và chính như là cán bộ giáo dục của huyện, của trại Nam Sơn ấy, đã thông báo với chúng tôi rằng là một năm của riêng một trại giam Nam Sơn Thanh Hóa, trại giam số 5 ấy, bên Ca Nam đã tiếp nhận khoảng tầm 1.300 phạm nhân, tức là một chính trị bất ổn và một xã hội bất ổn thì mới nhiều đến phạm nhân phạm tội đến như thế các bạn ạ. Ai muốn lên thì tôi sẽ mời mọi người lên để cùng đặt câu hỏi với tôi nhé, về các cái vấn đề trong trại giam nhé. Trước tiên thì chúng ta chỉ nói về ở trại giam đầu tiên tôi được trải nghiệm, đấy là trại giam huyện Sóc Sơn, trại tạm giam công an huyện Sóc Sơn đấy nhé các bạn nhé. Còn Hỏa Lò này, Ninh Khánh này, và trại giam số 5 thì chúng ta sẽ chia sẻ dần dần trong các live stream tiếp theo. Rất mong là mọi người hãy cùng lên để bạn mời mọi người có thể là đặt này. Liệu bác Trọng, Phạm Quang Đại, Liệu Bác Trọng. Mình thì thực ra mà nói đến giờ phút này thì mình vẫn đang là người chống tham nhũng các bạn ạ. Và chính rằng là cái hôm mà mình về đấy, mình về địa phương ấy, mình đến trình diện với cơ quan công an địa phương ấy ở xã Phúc Vinh ấy, thì cái bạn ở trại giam đấy, ở ủy ban xã đấy, và cái bạn công an viên mời anh lên tham gia cùng với em ạ. Sao không được nhỉ? Thực ra là dạo này mình cũng kém về trong cái vấn đề. Mình kém trong vấn đề công nghệ quá các bạn ạ. Về hơn một tháng rồi nhưng mà vấn đề công nghệ còn mờ lắm. Cho nên là cũng không, gần như là không thông thạo lắm, nên mọi người hết sức thông cảm từ từ nhá. Để cho mình tìm cách mời mọi người lên tham gia này, nhưng mà chưa biết là mời như thế nào luôn ý. Về đầu óc trí nhớ quên hết luôn. Đấy, ngày đầu tiên thì mình bị bắt, hôm mà mình về trình diện địa phương đấy, thì bạn ấy nói rằng là chị phải viết vào cái bảng cam kết này này, là tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉnh cái chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách pháp luật của nhà nước. Thế mình trả lời luôn với bạn đấy rằng là em ạ, chị luôn chấp hành nghiêm chỉnh và chị bị bắt oan mà, chị chấp hành quá, chị chấp hành theo cái lời của ông Trọng ấy, cái ông mà cao nhất ở cái nước Việt Nam này này. Đấy, thì ông tổng bí thư đấy, ông kêu gọi quá nên là chị tin ông ấy quá, tin quá nên là đi chống tham nhũng nên là mới bị bắt đấy. Chứ nếu mà chị không tin ấy, mà chị không chống tham nhũng thì giờ chị cũng không thể viết cái bản này đâu. Cho nên em thông cảm, chị không thể viết được, bởi vì là chị chấp hành quá nên bị bắt thôi.
thế nên là em phải xem xét lại, chị không biết đâu. Thế cuối cùng là bạn ấy đành đưa mình một cái tờ giấy khác và mình biết rằng là tôi đã luôn chấp hành và tôi tiếp tục chấp hành và tôi vẫn tiếp tục chống tham nhũng các bạn ạ. Còn mặc dù là tin hay không thì chỉ trong lòng mình mới hiểu thôi. Vì nếu như mà tin quá thì đừng tin quá như tôi nhé các bạn nhé, tin quá như tôi là đi tù đấy. Đấy, nguy hiểm lắm. Tin vừa vừa thôi. Mà tin mà Nguyễn Phú Trọng đó đi tù đó, chấp hành nghiêm chỉnh đó, chống tham nhũng đó, rồi bị đi tù á, chứ độ mộ rỡ không? Để chống, cỡ chống, nào nó cũng bắt mình vô tù chống được. Gọi là nhìn thấy để đấy thôi, chứ chống thật với tôi là đi tù đấy, nên là các bạn cũng phải dè chừng. Vâng, đúng rồi đi. Cái thằng Nguyễn Phú Trọng nó đâu có vô đây mà nó nghe đâu. Mình chỉ mong rằng cái clip này đó đến tai Nguyễn Phú Trọng. Mà cái thằng khỉ đó mà nó đâu có thương dân, nó thương dân là nó cho dân tự do dân chủ rồi. Để đâu có dân mà nghèo đói mà sống khổ sở với cái chủ nghĩa cộng sản này. Cái thằng đó là thằng tội ác nhất á. Thằng Nguyễn Phú Trọng là thằng tội ác nhất Việt Nam á. Dạ, anh Thi NH này. Tôi tin ông Trọng mà, cho nên là tôi chống tham nhũng và đến giờ tôi vẫn tin. Mặc dù là tôi bị đi tù lần một rồi, thế nên là rất nhiều người muốn nói với tôi rằng là đừng lên đăng đàn livestream nữa, vì trong lúc này là ta không thể là an toàn cho tôi được. Nhưng tôi tin rằng là rồi đến một ngày nào đó đất nước cũng sẽ phải có sự thay đổi. Những người dám lên tiếng, dám nói lên sự thật sẽ phải được bảo vệ an toàn thôi các bạn ạ, chứ không thể như này mãi được. Thế thì tôi sẽ bắt đầu quay trở về cái câu chuyện ở công an huyện Sóc Sơn nha. Ngày 11 thì là khởi tố bắt giam tôi, khởi tố bị can. Nhưng mà đến ngày 14 thì họ ra, tức là lúc đấy chưa bắt tôi. Ngày tôi bị bắt ngày 16 mà, đến ngày 14 thì họ bắt giam tôi. Ngày 16 bắt giam tôi thì ngày 14 là họ ra một cái văn bản gọi là độc nhất vô nhị ở Việt Nam, đấy là liên ngành nội chính ấy, để ra một chỉ đạo rằng là đấy là án điểm. Và buộc là tôi đã thành là người có tội, mặc dù là tôi chưa bị bắt giam, tôi chưa bị điều tra gì cả, nhưng đã là người có tội. Và cái tội đấy được định đoạt bằng cả tòa án, viện kiểm sát và cơ quan công an. Lúc đấy viện kiểm sát và tòa án đã tham gia vào quá trình tố tụng rồi các bạn ạ. Đấy là một cái điều mà gọi là án bỏ túi, bắt buộc mày phải đi tù. Mày đã lên tiếng chống với lại BOT, mà BOT đấy thuộc địa bàn của chúng tao. Nó nộp thuế cho chúng tao, nó thu lại ngân sách để cho chúng tao, và nó đưa những cái khoản tiền riêng cho những quan tham ở địa bàn tao, thì chúng mày không được phép động vào. Nếu chúng mày động vào, chúng ta bắt đi tù. Đấy là cái điều mà chúng nó muốn truyền tải đến với tôi. Chính vì thế mới có việc là luật sư Hà Huy Sơn vào để khuyên tôi nhận tội đấy. Những câu chuyện đấy nó còn rất dài, tôi nói sau. Thế thì ngày đầu tiên tôi bị bắt vào trại tạm giam các bạn ạ. Tôi cũng là người can trường và tôi không biết sợ là gì. Tôi ở nhà. Cái gì thấy không? Một người phụ nữ can trường nữa. Thấy chị nói mà mình thấy mình muốn rớt nước mắt hả? Làm gì mình kiếm được, dễ kiếm được một người phụ nữ can trường như vậy? Mà nói thật bây giờ đó, nhiều người phụ nữ can trường lắm, tại vì họ chịu không nổi rồi. À đấy thì ra đến khỏi cửa thì tôi nhìn thấy rất là đông anh em xung quanh, vây xung quanh rồi, nên tôi cũng hô to và tôi không biết sợ là gì, nhưng mà tôi đã bị chúng nó, hai người phụ nữ hai bên, kẹp vào nách và bịt vào mồm tôi và tát cả vào mồm tôi, bịt chặt mồm tôi lại, làm hàng tôi không thể, tức là tôi không biết là họ có cho cái gì vào miệng tôi hay không, nhưng lúc đấy là hàng tôi cứng luôn, không thể nói được cái gì nữa. Hoặc là họ kéo tôi lên xe ô tô thì mồm tôi đã cứng hết rồi, không thể nói được cái gì nữa, tôi không thể ấy được. Và đến khi đến tận đưa tôi về đến Pháp Vân ấy, thì bắt đầu miệng tôi bắt đầu là hết cứng và tôi bắt đầu là tương tác và nói lại được những cái câu chuyện đối với người trên xe. Thế thì họ cho tôi là vào bệnh viện đa khoa của huyện Sóc Sơn để khám này, khám sức khỏe về siêu âm ổ bụng rồi chụp tim mạch phổi, rồi là đưa tôi về công an huyện. Thì về lúc đấy là khoảng tầm 2 giờ sáng của ngày 17. Thế thì sau đấy thì chuyển tôi sang trại tạm giam. Vào đấy thì các bạn không tưởng tượng được, một cái phòng tối om mà mòn bé tí 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 tí. Nó chỉ bé được khoảng độ bằng, tức là các bạn cứ tưởng tượng là 60 phân một cái 60 phân một cái bệ. Một cái bệ thì một cái phòng giam đấy được hai cái bệ như thế. Và một cái lối đi giữa mà chúng tôi ở trong tù thường hay gọi với nhau. Vâng, chào tất cả mọi người nhé. Mọi người cố gắng là nghe tôi kể chuyện, bởi vì là khi kể nó bị quấn theo ấy, bị quấn đeo lên là sẽ không nói chuyện được với mọi người. Và tôi cũng đang nhìn vào màn hình nhưng mà
sẽ không tương tác được nhiều với mọi người, mà tôi chỉ kể câu chuyện thôi để các bạn có thể là chia sẻ chuyện việc như thế. Thế thì trong một cái phòng như thế, thì trong một cái buồng giam như thế thì có hai cái bệ, mỗi bệ là 60 phân và dài là hơn 1 mét. Thì chúng tôi được giam nhốt vào trong cái buồng giam thế tối om các bạn ạ, chuột, bọ, cứt rán, rồi tất cả các thứ đều rất là tối om, tất cả ánh điện nó chỉ chiếu từ bên ngoài vào thôi, còn bên trong buồng giam là tối om om. Thế thì tôi rất là bị lạnh. Thế thì tôi có xin một cái chăn, bảo là cho tôi xin một cái chăn, thì họ ném vào cho tôi một cái chăn bông đen xì, chăn bông nhưng đen xì bẩn thỉu vô cùng luôn, nhưng mà vì quá lạnh và mệt mỏi nên là tôi phải gối đầu lên cái chăn đấy và nằm ngủ, mặc dù là không ngủ được nhưng vẫn phải nằm ra để cho cơ thể nó đỡ mệt mỏi. Thế thì sau đấy thì 2 ngày sau tôi không được phát kem đánh răng, không được bàn chải đánh răng, không được khăn mặt, không được mang những cái thứ đồ dùng cá nhân vào, vì lúc bị bắt là tôi cũng không biết để phải mang những cái gì vào đấy. Tôi cứ nghĩ đơn giản là vào đấy thì kiểu gì là mình cũng được phát những cái thứ đấy thôi. Thế nhưng mà khi vào đấy thì tôi đòi hỏi với lại trại giam rất nhiều lần, bảo là cho tôi đánh răng, cho tôi bàn chải đánh răng và kem đánh răng, nhưng họ không cho. Cuối cùng là đến ngày thứ 4 tôi không được đánh răng các bạn ạ, cứ lấy nước vã vào một ít nước này, vã vào mồm để rồi là mình tự lấy. 4 ngày không được kem đánh răng nữa. Khốn nạn không? Cái chế độ gì mà mỏi rợ gì hành hạ những người tù nhân như vậy? Tay mình kì răng lợi của mình để cho nó sạch sẽ. Đến ngày thứ 4 thì công an huyện Sóc Sơn sang làm việc với tôi. Ngày thứ 3, sáng ngày thứ 3 thì tôi cũng nói rõ luôn là tôi không đi làm việc đâu. Bởi vì là bây giờ đến răng lợi tôi còn chưa được đánh, mặt chưa được rửa, tôi không thể đủ tỉnh táo để tôi làm việc được. Thế thì cái bạn đấy là bạn Tuất, thằng công an đấy tên là Tuất, thì có đi bảo với lại chỗ công an, chỗ trại giam đấy, chỗ bên quản lý trại giam ấy, là cho người đi mua bàn chải đánh răng với khăn mặt cho tôi. Thế thì lúc đấy tôi đi lên buồng để tôi đánh răng rửa mặt, và tức là khoảng tầm 3 ngày. Trong cái 3 ngày đấy thì các bạn không thể tưởng tượng được kinh khủng luôn như thế nào. Chế độ của các cái trại giam được quy định trong luật thi hành án hình sự năm 2018. Nếu mà các bạn đọc thì thấy là ôi dồi ôi, chế độ vô cùng là nhân văn, rất là quan tâm đến các tù nhân, rất là quan tâm đến các phạm nhân và bảo vệ cái quyền lợi của họ ấy, cũng như là cho họ ăn chế độ khá là tương đối là đầy đủ. Nhưng chỉ khi nào vào đến trại giam thì các bạn mới thấy rằng là nó kinh khủng như thế nào. Suốt bằng đấy thời gian tôi ở trong đấy, họ chỉ cho tôi ăn có một chút cơm này, một chút canh này. Ghê không? Trên giấy tờ thì nó khác. Trên giấy tờ thì là nhân văn lắm. Mà rốt cuộc nói một đàn mà làm một nẻo không à? Cái thằng Việt Cộng là nói một đàn là một nẻo. Và tôi thường họ gọi là các anh cho tôi ăn vi cá mập cả. Bởi vì sao? Những cái con cá nục mà ở Việt Nam mình hay bán ở ngoài chợ đấy, ngoài chợ, và không phải họ cho ăn cả một con cá nục đấy đâu. Con cá nục nó chỉ khoảng bằng 2 đầu ngón tay như này các bạn nhá. Thì họ ấy, những người bán cá, họ sẽ chặt cái phần vây của họ, phần đuôi cá để vứt đi, để cho con cá nó vuông vắn lại và nó không bị nhão giữa đấy. Thì công an huyện Sóc Sơn, chỗ bên nhà tạm giam công an huyện Sóc Sơn, họ nhặt những cái đấy về, họ đun nấu lại. Ghê không? Lấy mà vây cá, vi cá rồi để cho người ta ăn. Dòng cái thứ đó nó tanh rình à, cho ăn rồi, bởi vì cô này chị Huệ Như nói là cho ăn vi cá mập là gì đó. Đóng lên và họ đun lại và họ phát cho chúng tôi mỗi người được 2 miếng bé đúng như thế này đó này. Các bạn này, bé đúng bằng một nửa đầu ngón tay như này. Mà tôi cứ tưởng bảo với những người phạm nhân ở bên cạnh tôi, họ cũng giam cùng nhưng mà họ cạnh buồng thôi. Tôi cứ gọi sang, tôi bảo các anh chị em ơi, đây là họ cho mình ăn vây cá mập à. Thế là tất cả mọi người đều cười lên, bởi vì sao? Vì cười trong nước mắt các bạn. Ôi đói khổ vô cùng luôn, chỉ có tí cơm, gọi là cơm bằng những cái hạt gạo mà nó nở hết cỡ, không còn một cái gì để nở hơn được nữa đấy. Và một ít nước canh rau bắp cải với lại là vây cá mập đấy. Thế nên là khi mà mình mới bị bắt vào thì cái tâm trạng của mình nó đang chưa được ổn định này, cộng với lại những cái thứ mình ăn ở bên ngoài nó vẫn còn tích tụ ở trong cơ thể, nên lúc đấy mình chưa thấy thèm và cũng chưa thấy đói, mà nhưng mà cũng thấy ứa nước mắt ra. Vì sao? Nhìn lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái bát cơm tù, tôi khóc kinh khủng các bạn, khóc đến đỏ hết cả mắt lên, ngày này qua ngày khác. Mà hai cái bạn cũng là tù ở đấy
họ ấy làm công tác là dọn dẹp vệ sinh cho trại giam đấy. Họ ấy còn bảo là gọi tôi là huệ tóc huệ mắt đỏ, bởi vì nhìn thấy bát cơm tù cũng không thể tưởng tượng ra được luôn, nó chỉ có một cái bát tô như thế này này. Họ để vào cái cửa của trại giam đấy, cửa cái buồng giam đấy, họ đun qua vào và mình phải thò tay qua đấy để lấy. Các bạn cứ tưởng tượng những cái song như này này, là chúng tôi phải thò tay qua đấy để xin cơm như thế, và họ đổ qua đấy như là đổ cho một con chó ăn ấy. Đấy, các bạn cứ tưởng tượng nó là như thế, đổ như mình đổ cho con chó ăn ấy, thì mình thò tay ra đấy để mình lấy cơm, để lấy canh, không mình kéo vào để mình sinh hoạt ở trong đấy. Thế trong đấy thì nước nôi thì có một cái bể nhỏ như này luôn, họ bơm nước vào đấy cho mình dùng. Bể nó chỉ bé bằng khoảng độ hai cái mặt ghế gỗ, họ bơm nước vào đấy cho mình dùng. Thế thì trong suốt cái thời gian đấy thì mình được cái sự, tức là bên ngoài là có hai bạn tù phục vụ cho cả một cái cơ quan công an đấy, là họ làm dọn dẹp vệ sinh để rồi đi phát cơm cho các cái phạm nhân khác đấy. Thế thì hai cái bạn đấy lại bên ngoài, rất may cho tôi là hai bạn đấy bên ngoài, các bạn lại theo dõi cái quá trình đấu tranh của tôi cùng với anh em ở BOT, họ biết tôi. Thế thì Thủy chị bị ở tạm giam là từ ngày thứ tư, thứ năm, bắt hôm đấy là thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, chiều thứ hai là họ cho chị đi lên đấy, tức là 6 ngày. Trong cái quá trình đấy thì rất may còn có hai cái bạn đấy, bạn ấy giấu ít thức ăn của các bạn ấy, đút qua cái lỗ của cái đấy, các bạn ấy cho mình một ít thức ăn, tức là thành ra là mình cũng có thứ để mình ăn nhá. Chứ còn nếu không thì, tức là nhìn cái bát cơm tù đầu tiên, rồi ôi tôi khóc đến cái mức độ là không thể tưởng tượng, không cầm được nước mắt, cứ nhìn thấy cái bát cơm tù là khóc. Bởi vì là sao, các bạn thừa biết là cái vây cá, cái đuôi cá nục ở Việt Nam thì nó chỉ đẹp đi như thế này thôi, mà nó cho hai cái viên đấy vào ở trong, như hai viên bi ở trong cái bát cơm. Ui nhìn quá là buồn thảm luôn các bạn ạ. Kinh hoàng thiệt tình. Đúng rồi. Trong khi đấy thì Thủy ở bên ngoài là tiếp tế và cho tôi rất là nhiều đồ, quần áo này, rồi ấy, nhưng họ đều bắt để dùng, để hết bên ngoài và chỉ được mang một bộ quần áo vào trong để dùng thôi. Cho nên là về phía bên ngoài nhà mình thì các bạn phải biết là tôi có những người bạn cực kỳ không bao giờ tôi gọi là khắc cốt ghi tâm luôn, đấy là em Trần Thu Thủy và anh Nguyễn Cường, rồi tất cả những người khác nữa, tôi không thể tưởng tượng, tôi không thể kể hết được những cái mà tôi đang nghĩ trong lòng về những cái ân tình đấy. Bên ngoài thì mình rất là ok, nhưng bên trong bản thân tôi không nhận được, tôi có nhận được đâu, mà bên ngoài có ok đến mấy đi chăng nữa thì bên trong vẫn là những người khổ, rất là vất vả các bạn ạ. Đồ ăn thì không có, rồi là đói này, rồi là để đánh răng rửa mặt 4-3 ngày. Ngày thứ tư bắt đầu mới cho người ta đánh răng rửa mặt, thì các bạn tưởng tượng là người có súng giống người Nguyên Thủy không, đầu tóc rũ rượi ra, tôi cũng không có cả dầu gội đầu, không có một cái gì cả. Thế là may quá lại có một cái chị ấy bị là cũng án lừa đảo, chị ấy ở trường Đại học Luật Hà Nội. Thế nhưng mà chị bị án lừa đảo thì bị giam ở trại giam Hỏa Lò, nhưng mà do họ ấy nghi ngờ là có sự thông cung với lại một người cùng vụ, cho nên là họ ấy mới chuyển chị về trại giam Sóc Sơn để chờ ngày xử. Thì chị lại gửi sang cho tôi là một ít dầu gội này, tức là họ tương trợ lẫn nhau, trong tù là tương trợ lẫn nhau. Thế bắt đầu tôi mới có dầu gội để tôi gội, không có một cái gì cả, buồng thì tối om mòm. Thế đến ngày thứ 6 thì tất cả anh em nhà mình ở dưới khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc đến để đòi người ở cổng trại giam, thì bắt đầu là họ sợ rằng là bên ngoài là ầm ĩ lên thì bên trong bản thân tôi sẽ bị, tức là bị kích động từ phía bên ngoài. Họ lấy một cái tấm bạc thật là to, họ che luôn ở cái cửa mà tôi nhìn ra ngoài đấy, thành ra là tôi ở trong một buồng kín như bưng luôn, không nhìn thấy một cái gì ngoài cái ánh điện ở ngoài hành lang hắt vào. Đúng rồi đấy ạ, bạn Trung Hiếu, nó hành cho con người bằng thép cũng phải nhục ý chí chiến đấu, thật là ác ôn. Tức là vào trong đấy bản thân mình là mất quyền công dân, cứ coi như mình là một tội phạm đi, đúng là một tội phạm, mình là người mất quyền công dân, nhưng mình còn quyền con người, mình quyền được ăn uống sinh hoạt và tất cả mọi thứ, nhưng mà gần như là những cái đấy đối với chúng nó không có một ý nghĩa gì cả. Tức là mày đã vào đấy là mày phải hoàn toàn theo ý chí của chúng nó và không bao giờ có quyền lên tiếng. Chính vì thế mà mình chỉ xin mỗi một cái bàn chải đánh răng cộng với kem đánh răng thôi thì cũng rất là khó khăn, và đến mấy ngày sau mới có thể là có được cái những cái thứ đơn giản nhất để dùng như vậy. Thế thì bây giờ quay về cái chuyện là sinh hoạt thì các bạn thừa biết rồi, người phụ nữ đi tù thì nó còn khốn khổ hơn đàn ông rất là nhiều, những bạn nam giới rất là nhiều, vì chúng tôi là còn nhiều những cái mà ví dụ như là nói ra thì rất là chân thật,
Nhưng mà đấy là những cái điều mà tối thiểu của cuộc sống mà chúng tôi vẫn bị những ngày tháng, bị đến ngày đến tháng của kinh nguyệt người phụ nữ này. Nhưng chúng tôi cũng không được cung cấp đầy đủ ngay lập tức những cái thứ để chúng tôi có thể dùng. Chính vì vậy mà các bạn không thể tưởng tượng những cái điều đấy mà nói ra thì vô cùng là xấu hổ. Xấu hổ với tất cả mọi người. Nhưng mà nó lại là sự thật mà tôi đã trải qua. Mà đến lúc và có những lúc tôi phải hét lên rằng là nếu chúng mày không cho tao thì tao sẽ ném cái quần này của tao ra bên ngoài để cho chúng mày nhìn thấy. Rồi cuối cùng nó mới mang vào cho tôi được một gói băng vệ sinh. Đấy, các bạn thấy là kinh khủng như thế nào chưa? Tức là lúc nào mình ở trong thể trạng là muốn hết, muốn tức là muốn tống hết những cái gì ở trong người mình ra, bởi vì là bị quá là áp bức. Đấy, chào tất cả mọi người nhé. Có lẽ là em Dung Trần này, Dung Trần nó lên với chị tí không? Một người em mà ở trong trại cùng với mình cũng đã hết lòng với mình vì trong những ngày tháng mà mình thậm chí là không có cả tiền ăn luôn ấy. Mặc dù là em Thu Thủy gửi vào cho chị Huệ Như cực kỳ lắm tiền và ấy, nhưng mà chị Huệ Như vẫn đói và hoàn đói, bởi vì chị có được mua gì đâu. Chính những người em, người anh, người em, người chị ở trong trại tạm giam đã cưu mang chị và giúp đỡ chị thì mới được như thế đấy Thu Thủy nhá. Chứ những gì mà em gửi vào cho chị đều không có tác dụng nhiều đối với cuộc sống của chị bằng những người mà đang sát cánh với chị ở trong trại tạm giam. Bởi vì là chúng nó chặn hết mà, chặn hết luôn. Đấy, em Thu Thủy còn nhắn này, băng vệ sinh hàng tháng em mua cho chị một tháng 4 gói nhưng mà không hề được nhận. Đấy, chính vì những cái điều đấy, còn ở trong trại tạm giam thì các bạn biết rồi. Cái ghê không? Nó lại cướp hết rồi, nó không cho người tù nhân nè. 4 băng vệ sinh mà nó cướp hết rồi. Thì nó cũng giá cả nó gấp trên trời. Nếu như bình thường đấy này các bạn này, nhà tôi đang mua, trưa nay tôi mua này, 1 kg quả cam như thế này nhá. Đấy, bên ngoài mua giá là 10.000 đồng. Hôm nay tôi mua là giá 10.000 đồng. Cứ gọi lúc đắt nhất có thể lên đến 14.000 đồng đi. Nhưng ở trong trại giam nha, chúng tôi không bao giờ mua được những quả cam như thế này. Nó có thể thối bên này này, thủng bên này này, bóp bên này này, méo bên này này. Nhưng chúng tôi phải mua với giá gấp 4 lần bên này. Trời. Còn nếu như một quả dưa hấu mà chúng tôi phải mua ấy, thì chắc là các bạn không tưởng tượng được. Nó phải gấp đến 5 lần. Bình thường mua một quả dưa hấu khoảng tầm 3 cân ở bên ngoài thì cứ tính là 15-17.000 một cân đi thì có khoảng độ hơn 40. Thì ở trong trại giam nó phải mua khoảng tầm hơn 100-150. Đấy, nó kinh khủng như thế. Cho nên là mọi người cũng có thể là tương tác cùng với em Dung Trần này, là những người mà ở cùng với tôi, là ở Dung Trần đang ở trên Facebook của tôi đây, là ở Hỏa Lò cùng với tôi này suốt những ngày tháng như thế, sau đó lại lên tiếp tục lên trại giam là cũng ở cùng với tôi. Đấy, không nghe được rồi là thế nào nhỉ? Phạm Xuân Hùng đang hỏi là Hà Văn Nam và Đình Sang nghe thật thấy có đúng không, thì mình không biết là Hà Văn Nam và Đình Sang đang như thế nào, nhưng Đình Sang bây giờ lại cứ quay lại chửi tôi thôi, nói rằng là tôi treo cờ vàng cờ đỏ gì đấy, rồi là ba sọc ba que. Tôi bảo là mày cứ về đây, mày hỏi ngay công an mày về đây, mà mày nói tao ba sọc ba que thì có khi là công an Thái Bình sợ bắt mày luôn ấy, vì chính mày là thằng đấy đấy. Chứ còn tôi thì nói thật, người thật việc thật, Đông Vinh Vũ Vinh Vũ Thư Thái Bình các bạn ạ. Tôi đấu tranh vì cái BOT hút máu dân. Nếu như nói rằng là nếu như mà chúng tôi không lên tiếng, chúng tôi cứ im lặng lan tỏa những cái điều tốt đẹp đến với cuộc sống, nói rằng là mình thánh thiện lắm, mình đấu tranh thánh thiện lắm, thì ai có thể, thế giới này ai có thể là tưởng tượng được ở trên đất nước Việt Nam có hàng trăm cái BOT nó hút máu dân như thế. Nếu như không có người kêu gào lên, cứ im lặng nói rằng là chúng ta phải nên lan tỏa thế này thế kia và không nên nói những cái đấy thế này thế nọ, là tôi không đồng ý với quan điểm như thế. Quan điểm đấy nó chỉ đúng trong một thời điểm nhất định thôi. Còn nếu như mà chúng ta nhìn thấy cái sai, chúng ta vẫn cứ im lặng, chúng ta lan tỏa cái phần tốt đẹp của họ, thì người dân Việt Nam này tôi tin chắc là họ sẽ ngủ mãi mãi, ngủ vĩnh viễn, không bao giờ tỉnh dậy được để thấy được là cái đất nước Việt Nam nó đang ở mức độ như thế nào, nó đang bê bối đến như ra làm sao. Chính vì điều đấy mà tôi phải lên tiếng, mặc dù đang rất là mệt, mới về này, đầu óc thì gần như là răng rụng cả hàm luôn các bạn ạ. Lung lay sau khi tiêm đến mũi thứ hai thì tôi thấy là răng tôi gần như là không nhai được cơm nữa. Và chúng tôi bị tiêm 4 mũi rồi, cho nên là không nhai được cơm nữa. Sau đấy thì mắt thì mờ, đầu thì đau như búa bổ, trí nhớ thì bị lãng quên. Cho nên mọi người cũng phải hết sức thông cảm tôi, có những lúc tôi hẹn như thế này nhưng mà lại không làm được việc như thế. Bởi vì là sức khỏe nó là không tốt. Thế thì bây giờ mọi người đã nghe thấy chưa ạ? Lúc nãy có người nói rằng là chưa nghe thấy. Bạn Lê Lan Anh em đừng quan tâm đến mấy thứ cho sủa mà cứ tiếp tục chia sẻ đi. Vâng, đấy, tôi sẽ chia sẻ tiếp ở trong công an huyện Sóc Sơn. Thế thì khi mà em Thu Thủy này cùng với tất cả mọi người, tất cả anh em nhà mình ấy lên cổng trại giam thì họ bịt kín tôi lại. Thế là tôi thành như người mắt mù luôn, chỉ có nhìn thấy được khoảng tầm 2 mét thôi, không thể nhìn thấy được cái gì hơn ngoài hành lang cả.
sau đấy thì đến chiều thứ hai, trưa thứ hai nó cho ăn cơm, tôi ăn cơm xong thì trưa thứ hai nó cho tôi đi lên trại giam Hỏa Lò. Đấy thì làm thủ tục ở trại giam Hỏa Lò từ khoảng tầm độ 3 giờ. Trên đường đi thì tôi còn nhớ nguyên là cái bạn mà đưa tôi đi lên, cái bạn công an mà đưa tôi đi lên trại giam Hỏa Lò đấy, có hỏi tôi rằng là Huệ Như đi đánh BOT nhiều tiền thế, cho anh em mấy triệu để uống nước dọc đường. Tôi là bây giờ bản thân tôi đi đánh BOT có phải vì tiền đâu. Thế còn nếu như mà anh muốn có tiền thì anh cho tôi mượn cái điện thoại, tôi gọi về cho em tôi là bạn Thủy đấy để tôi xin 3 triệu cho anh em uống nước. Thế là nghe đến bạn Thủy thì sợ quá, thế lại bảo là thế tôi không lấy tiền nữa đâu. Chứ nếu không thì nếu như người khác ấy, bình thường như những người khác mà cứ một chuyến đi như thế là các bạn biết rồi, công an sẽ mồi với lại phạm nhân rằng là cho tí tiền uống nước, tức là các bạn phạm nhân là sợ công an lại lòi ra tí tiền. Đấy, đấy là cái mánh khóe của bọn mà đưa tù đi để mà kiếm tiền đấy các bạn ạ. Còn nếu một cuộc điện thoại mà gọi về cho gia đình để xin tiền ấy, lại là 500 nghìn cuộc điện thoại, chơi hết máu luôn. Bọn công an nó buồn cười lắm. Và tôi bây giờ tôi cũng mời công an, nếu có ai mà đang xem chia sẻ với cho công an huyện Sóc Sơn họ nghe. Và nếu như mà mời được người lên đây làm chứng với tôi ý, thì càng hay càng vui. Đổi quá rồi nó cũng phải ăn. Nó không phải là câu chuyện tôi bịa ra, mà câu chuyện có thật, thật 100%. Với chính bản thân tôi, người ta còn vòi tiền tôi như thế. Mặc dù là khi nghe đến là tức là không phải là tôi gọi về gia đình mà gọi về cho anh. Cả nước đói, cả mấy thằng công an cũng đói nữa chứ không phải là không. Vì mà nó không thay đổi. Cái đất nước tự do, dân chủ là nó giàu có thôi chứ có cái gì đâu. Bao nhiêu quốc gia người ta giàu có là nhờ người ta dựa theo cái thể chế tự do dân chủ, bỏ cái cộng sản vào sọt rác, bỏ cái thằng Hồ Chí Minh vào sọt rác, bỏ cái thằng cờ đỏ sao vàng Phúc Kiến á, cờ Phúc Kiến đó phải bỏ vào sọt rác, tự nhiên cái đất nước giàu à. Cả đồng bào hải ngoại này 5.3 triệu, nhớ 5.3 triệu người hải ngoại dư sức để mà giúp nước. Chỉ có cái tụi cộng sản nó cai trị dân, làm sao ai giúp được. Cộng sản mà nó cai trị dân rồi 5.3 triệu người đó đâu có cách nào mà giúp được. Chỉ có cái nước tự do, dân chủ, người dân mới giúp thôi. Người dân nữa là 5,3 triệu người ở hải ngoại này dư sức giúp đỡ rồi là 100 triệu người ở trong nước. Anh em đấu tranh thì bắt đầu là thôi, chứ còn nếu như gọi về cho bố mẹ thì chắc cũng xin 3 triệu để uống nước. Đấy, kiểu như thế. Đức Trung sao em biết rõ thế? Anh ơi, vì là họ mời, họ bảo em mà. Chính cái bạn, mấy cái bạn mà đưa em đi lên Hỏa Lò đấy còn nói rõ mà. Nói là cho anh xin mấy triệu uống nước. Thì tôi bảo là tôi đưa điện thoại đây, tôi thì gọi về cho Thủy, tôi xin. Nhưng mà vì lúc đấy làm gì tôi đã gọi được về cho gia đình, tôi có nhớ số điện thoại của ai ngoài bạn Thủy đâu. Thế mà bây giờ gọi cho em Thủy xin thì chúng nó lại sợ, thế nên là chúng nó không dám lấy. Chứ còn nếu như là các phạm nhân khác thì các anh lại xin mấy triệu để uống nước. Đấy, cứ như thế. Và một tháng thì cho rất nhiều chuyến đi lên Hỏa Lò. Thì cứ mỗi tháng làm 1 triệu, 2 triệu, 500 rồi vài trăm, thế là cộng vào chia nhau cũng được khối, tức là ngoài tiền lương ra những cái tiền vớ vẩn đấy là được khối. Sau đấy thì là bán thức ăn trong trại, bán đồ ăn thêm cho phạm nhân ấy, giá cả trên trời. Một con gà mua ở ngoài giá khoảng độ 300.000 ví dụ như thế. Thế thì 120 một cân, 120.000 một kg, thì ở trong đấy khoảng bán khoảng tầm 200.000 một kg. Thế thì rồi tất cả các giá cả nó đều như kiểu là trên trời ấy. Thì họ ăn ở tất cả rất là nhiều thứ, tức là nó không chỉ là đồng lương đâu các bạn ạ, mà nó còn những phụ kiện bên theo đấy, bộ phận nào thì ăn bộ phận đấy. Rồi khi mà tôi vào tù ở trong Hỏa Lò ấy, thì tôi còn biết thêm nhiều thứ nữa cơ. Đấy là những cái việc mà chính cái đội điều tra, những người mà bắt giam bạn ấy, nếu không phải là án như chúng tôi này này, thì họ còn thậm chí là họ còn ra giá luôn với phạm nhân, ra giá luôn là như thế này, như thế kia, bằng này tiền, bằng này kia. Thì là chúng tôi sẽ để lại mức án như thế này thế kia. Đấy là câu chuyện có thật mà tôi ở trong trại thì Hỏa Lò là một năm liền, 12 tháng ở một buồng giam là
hơn 30 người. Thì tất cả mọi câu chuyện của chúng tôi về là đều được chia sẻ với nhau. Và tôi ở với cũng khá nhiều người nổi tiếng đấy. Tôi ở cũng khá với nhiều người nổi tiếng đấy. Trong đấy có cả cái bạn mà nữ đại gia bỏ ma túy và xem người tình đấy, là cũng ở cùng với tôi, sinh hoạt cùng với tôi. Rồi bạn đấy thì cũng mất vô số gọi là những đồng tiền cho bên công an, gọi là chạy án đấy, nhưng cũng không ăn thua. Thế còn lại là tôi ở cả với bà Quy trong cái vụ gateway đấy, chị Quy đấy. Sao khách mời cứ xin tham gia xong tôi mời thì lại từ chối thế nhỉ? Mọi người lên đi cho vui, đặt câu hỏi đi để tôi trả lời nào. Đỗ Hoàng Vũ, em nói mà không có bằng chứng thì... Thế thì bây giờ em hỏi anh là bằng chứng ở đâu? Khi mà chúng em vào trại tạm giam, không có điện thoại, không có cái máy ghi âm, tôi quay hình, quay phim, chụp ảnh gì thì làm sao chúng em có bằng chứng? Mà em chỉ nói đây là bằng chứng trải nghiệm của em, là cái anh công an đấy, anh ấy hỏi em là đưa tiền cho anh ấy chứ em có nói là người khác đâu, mà bảo là phải bằng chứng. Cái anh đấy anh hỏi em này này là đưa tiền cho anh để đi uống nước, cho mấy người đi đưa đi ấy, là uống nước. Thế em hỏi là bao nhiêu rồi? Thì Huệ Như đi đấu tranh BOTT thế thì lắm tiền cho 3 triệu. Thế thì em bảo là 3 triệu thì bây giờ phải gọi điện về nhà với xin được chứ làm gì em có 3 triệu để em có tiền mặt ở đây đâu mà em cho anh. Đấy là câu chuyện của em luôn chứ không phải câu chuyện của người khác. Đấy, thế nên là đây đừng nói đến cái chuyện bằng chứng ở đây. Trong tù không có gì là bằng chứng mà em chỉ nói bằng cái trải nghiệm của chính bản thân em. Mắt nhìn thấy, tai nghe thấy và trực tiếp mình phải làm như thế. Nên mọi người đừng nói ở đây đến chuyện là có bằng chứng hay không có bằng chứng nhá. Đúng, bạn Ngọc Trần nói là người chứng, bằng chứng là người thật việc thật. Tôi là người nhìn thấy, tôi là người nghe thấy và tôi là người bị hành như thế cơ mà. Tôi đang chỉ nói với các bạn đây là bằng những cái trải nghiệm của bản thân, không hề có thêm đắt vào một cái câu chuyện gì khác cả. Những gì tôi nghe thấy tôi sẽ nói ra bằng hết, để cho các bạn thấy rằng là cái sự thật ở trong tù đấy nó như thế nào. Và bản thân tôi được an toàn như ngày hôm nay là công của những ai đã đóng góp vào trong cái việc đấy. Đấy là việc tất cả những anh em tù nhân lúc chưa bị bắt lên tiếng ở tất cả các trang mạng, lên tiếng ở trên cộng đồng mạng trên trong Việt Nam và ngoài thế giới, cộng với những người anh em trực tiếp thăm nuôi tiếp tế tôi như bạn Thu Thủy, bạn anh Nguyễn Cường, anh em Nam Định và tất cả những người Quảng Ninh, Hà Nội. Đấy là những người mà tôi phải trân trọng và là những người bảo vệ tôi ở vòng ngoài. Đúng rồi, bạn có một bạn đang trả lời rằng là ông nào muốn bằng chứng thì vào tù mà trải nghiệm. Bởi vì chúng tôi vào tù như là một người nguyên thủy luôn các bạn ạ. Thậm chí đã nói rồi là đến băng vệ sinh còn không có để dùng, còn phải gào thét lên nó mới cho được một cái. Thì lấy đâu ra để vào bằng chứng? Muốn cái gì có phải là muốn là có đâu. Muốn mua một cái những cái bạn nghiện ấy, các bạn ấy muốn mua một gói thuốc lào ấy các bạn ạ. Một gói thuốc lào nó chỉ bé bằng nắm đấm này thôi này, mà tung lên để cho nó rộng, để cho nó sởi lên, người ta gọi là sởi lên ấy, thì phải mất 500.000 chứ không phải là 30.000 như bên ngoài đâu. Cho nên là ai muốn bằng chứng ấy thì phải vào tù thì mới thấy là bằng chứng nó là như thế. Làm gì có bằng chứng ở đâu ra? Chúng tôi không có một cái gì trong tay hết, ngoài con người bị hành hạ về thể xác và tinh thần, lao động cực nhọc thế thôi, còn ngoài ra không có một cái gì hết. Đấy là trong trại tạm giam thì nó còn như thế, bởi vì chúng tôi chưa phải đi lao động. Chứ còn mai mốt nếu như các bạn sẽ theo dõi dài những cái tập tiếp theo của tôi ấy, thì các bạn sẽ thấy là trong quá trình lao động, trong quá trình sinh hoạt ở trong các cái trại giam, mà khi đã thành án rồi thì nó còn kinh khủng hơn thế nữa rất nhiều. Thế thì khi mà tôi đòi hỏi nhiều quá ở trại giam Sóc Sơn ấy, thì họ mới để thấy là bên ngoài anh em nhà mình quá là quan tâm đến cái vấn đề của tôi ở bên trong. Họ thấy là để tôi ở đấy không an toàn thì họ đưa tôi về trong trại Hỏa Lò. Và cũng chính từ đấy thì mới bắt đầu ra mở ra cho tôi những cái con người mới, suy nghĩ mới và cách nhìn mới về xã hội Việt Nam. Các bạn ạ, một trại giam ở Hỏa Lò lên sức chứa của nó lên đến 6.000 phạm nhân nhé. Thì các bạn biết ra vào liên tục chuyển án, chuyển người hết án ra rồi lấy người bắt đầu bị bắt vào. Một năm cứ luân chuyển trong vòng 6.000 phạm nhân thì các bạn biết là một thủ đô có đến mấy trại giam như thế. Sa La này, Văn Hòa này, sẽ giờ rồi là Hỏa Lò này, rồi chưa kể đến công an các huyện nữa, các quận huyện nữa. Thế thì các bạn biết là cái xã hội Việt Nam vô cùng là bất ổn, cực kỳ là bất ổn. Bởi vì là chỉ có bất ổn thì mới sinh ra nhiều tội phạm như thế thôi. Chứ còn các nước mà người ta an sinh giáo dục tốt ấy, người ta làm tốt cái vấn đề an sinh xã hội ấy, thì sẽ chắc chắn là cái vấn đề tội phạm nó sẽ ít đi. Bởi vì là tôi vào tù tôi thấy tội phạm rất là buồn cười, chỉ ăn cắp có một cái
Phí thị kỳ thi ví dụ như là một cái ăn cướp có 500 nghìn, ăn cướp có 500 nghìn, bị tội cướp có 500 nghìn mà bị 28 tháng tù giam và gia đình phải chạy hết hơn 100 triệu để chuyển về là 24 tháng tù giam. Đấy, có những cái câu chuyện như thế thì chỉ có trong nhà tù ở Việt Nam nó mới có thôi. Tức là họ cứ bắt và quá trình chạy án là rất là dài đối với các cái phạm nhân mà bị bắt đấy, muốn giảm án rồi thế nọ thế kia thì rất là có nhiều cách để làm. Và chính vì thế mà tôi biết rằng là chị Cấn Thị Thêu đấy đã từng ở cái buồng giam của tôi trước khi mà tôi bị bắt vào đấy, thì chị đã lên tiếng đấu tranh và chị đã khật một cán bộ quản giáo ở trại giam Hỏa Lò xuống làm một nhiệm vụ khác, bởi vì là chị cũng bóc trần những cái sự thật như thế ở trong nhà tù và chị lên tiếng. Thế còn vấn đề thuốc men thì thôi, ở trại giam huyện ấy thì gần như là chúng tôi không được cung cấp. Tôi đau đầu mới bị bắt vào tôi khóc đến mức tôi đỏ hết cả mắt lên và tôi muốn là xin cái thuốc giảm đau ấy, mặc dù là trong luật là có theo chỉ định của y tế đấy, tức là người ta sẽ khám, cán bộ y tế là người ta sẽ khám và người ta cho mình thuốc, điều trị cho mình bằng cái thuốc, kể cả là thuốc ít nhất là ví dụ giảm đau là paracetamol hoặc cái gì đấy, nhưng mà mình đau đầu đến bằng chết, tức là cứ ôm đầu như thế này này các bạn này, ôm đầu và lắc đầu như thế này thôi, nhưng mà xin thuốc giảm đau không hề có, họ không cung cấp và nói như thế nào gọi là cho tôi đi khám để tôi đau đầu, vì là lúc đấy mình mới bị bắt, cơ thể mình nó đang bị suy nhược này, xong suy nghĩ và mông lung nữa, đầu lúc nào cũng như gỗ bổ luôn, và nhà thì quay như trong chóng ấy, nhưng mà không tài nào xin được một viên thuốc. Đấy là một cái điều mà cực kỳ là bất nhân trong các cái nhà tù, mà không phải là chỉ trong trại giam đâu nhá, ở kể cả là giam Hỏa Lò hay là lên các trại như là Ninh Khánh hay là trại giam số 5 cũng tương tự như thế. Tức là chúng tôi thường hay nói đùa với nhau ấy, tù với nhau ấy, thường hay nói đùa gọi là đau đầu thì uống Clozid mà đau đít thì uống paracetamol, tức là toàn chỉ định gọi là chỉ định ngược lại với lại những cái bệnh mà chúng tôi đang có thôi. Thế nên là nó vô cùng là nguy hiểm cho tính mạng của các phạm nhân và cũng như là những tù nhân lương tâm. Và chính vì vậy mà tôi mới liên hệ đến cái việc là bạn Trương Châu Hữu Danh này bây giờ cũng đang bị chuyển trại này, anh Dũng Vô Va này, chị Tâm Dương Nội này, bạn Đoan Trang này, rồi bạn Hùng Gàn này, rồi tất cả những anh em đang ở trong đấy, mà nếu như không có những cái bảo vệ từ vòng ngoài như là Hùng Gàn đó, có người vợ là bị mù mà giờ này cũng còn chưa thả nữa, trời đất ơi, có vợ có con mà anh Hùng anh đâu có tội tình gì đâu mà bắt ảnh, anh Hùng Gàn đó tội nghiệp không? Như là tôi ấy, như là những anh em bên ngoài bảo vệ cho tôi thì chắc chắn là đang gặp cực kỳ những khó khăn, bởi vì là khi mà tôi bị bắt thì tôi lại có một cái hơn tất cả mọi người, được cái ơn huệ hơn tất cả mọi người, đấy là có vòng ngoài bảo vệ, có tất cả những anh em đấu tranh tù nhân lương tâm hiện tại bây giờ đang ở trong các trại giam lên tiếng cho tôi. Nhưng khi mà họ bị bắt đồng loạt thì tất cả mọi người tự thân nhà ai người đấy lo người đấy, làm sao còn ai lên tiếng được cho ai nữa, bởi vì bắt đồng loạt một lúc hàng hai chục hơn 20 con người như thế, 30 con người như thế thì không ai còn có thể đủ sức lo cho ai nữa, nên là rất là nguy hiểm cho những người đang ở trong trại giam. Mà thậm chí là tôi biết là chị Cấn Thị Thêu đấy đang ở trại giam số 5 cùng với tôi, nhưng mà hai chị em cũng không gặp được nhau, bởi vì là nó cách hai chị em ở hai khu riêng biệt đấy. Nên là đi tù mọi người cứ bảo tôi là có người nói rằng là bạn cứ coi như đi tù như một thành tích, nhưng không phải đâu, chỉ có ai trải qua mới thấy rằng là những cái chấn động trong tâm lý, chấn động trong sức khỏe tâm thần, sức khỏe về thể chất của tôi là rất là lớn, nhưng mà tất nhiên là bằng cái nghị lực của bản thân ấy, bằng cái bản lĩnh có thật của mình thì mình cũng không sợ, mà bằng bất cứ giá nào và bằng bất cứ rơi xuống đáy của cái khốn nặng nhất thì mình vẫn vững vàng, mà bởi vì là sao, tôi biết bản thân tôi biết huy động những cái nguồn lực từ những xung quanh mình. Ví dụ như là em Thu Thủy gửi vào cho tôi cực kỳ nhiều tiền, rất lắm tiền và rất đầy đủ, không thiếu một thứ gì, nhưng tôi bị bao tỏa, phong tỏa, thậm chí đến cố tôi, bố đẻ tôi vào đến cổng trại giam số 5 còn đứng ngập nhìn cái cổng đấy mà khóc, khóc vì nhớ con, vì thương con, vì không biết là con đang như thế nào, rồi lại quay về chứ có được gặp tôi đâu. Thế nên là nếu như tôi không mạnh mẽ, tôi không huy động được những phạm nhân xung quanh tôi yêu thương và bảo vệ tôi thì chắc chắn tôi không thể còn được đến như ngày hôm nay. Đấy, chính vì những điều đấy mà tôi luôn luôn phải tri ân với họ. Và khi mà tối ngày hôm kia đấy, tôi lên Hà Nội, tất cả những chị em đã từng ở với tôi, chị và em đã từng ở với tôi đều gọi điện đồng loạt bảo rằng là chị tối nay phải ở đây liên hoan với chúng em. Chúng em sẽ đón chị như một người bạn gọi là
không thể quên được. Thế nên là buộc là tôi rất là bận, nhưng là tôi vẫn phải ở lại cùng với các bạn để dự một cái buổi liên hoan nho nhỏ, nhớ lại những cái kỷ niệm ở trong tù. Và mọi người cũng nói rằng là khi nào chị lại chia sẻ về trại 5 hay là trại Linh Khánh, chúng em sẵn sàng làm bằng chứng, làm bằng chứng sống luôn rằng là có việc chạy án như thế, có việc chuyển đội như thế hết bằng đấy tiền, có chuyện bán thuốc lào như thế, có chuyện bán thuốc lá như thế, có chuyện gọi phạm nhân lên để đặt chỗ nằm lấy bằng này tiền, tất 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 tuôn tính bằng tiền như thế đối với phạm nhân. Thì chúng tôi sẽ làm bằng chứng sống cho chị và chúng tôi sẽ lên cùng với cộng đồng mạng để chia sẻ với chị. Họ không ngại, bên công an họ thua chúng ta là ở cái gì, thì chúng ta đã có mạng xã hội và chúng ta công khai được những cái điều đấy đối với cộng đồng mạng. Đấy là một cái điều mà họ sợ nhất, và chính vì thế mà họ luôn luôn ở trong trại giam, họ luôn luôn tìm những cái quy trình để làm sao mà cứ hàng tuần hàng tháng, mà nhất là đặc biệt là những cái chỗ của tôi nằm đấy, là họ liên tục là vào kiểm tra và họ lục bới tung tất cả các đồ đạc của tôi lên để tìm xem là tôi có giấu những cái gì, tài liệu gì không đấy. Và còn rất nhiều, rất sâu và rất lâu nữa, thì các bạn cứ phải tưởng tượng rằng là nếu như ai đã bị bắt giam ở trại giam công an huyện Sóc Sơn đang theo dõi ở đây nhé, thì kiểm chứng cho tôi rằng là chúng tôi ăn cơm bằng nước canh và đuôi cá nục bé bằng một nửa ngón tay này trong mỗi bữa ăn, chứ không hề được thịt hay cá như mọi người tưởng tượng đâu. Còn những trại giam ở các tỉnh ấy, thì tôi cũng được tham khảo rất là nhiều các bạn đưa lên ấy, trại giam quý cao của Thanh Hóa còn kinh khủng hơn nữa cơ. Và sẽ là một chuyên mục khác, tôi sẽ nói về cái trại giam quý cao của tỉnh Thanh Hóa kinh khủng như thế nào để cho các bạn biết nhé, họ ăn tiền như thế nào, ra làm sao. Và tôi rất mong là sau cái livestream này thì các bạn sẽ lan tỏa thật nhiều để cho bên công an họ sẽ vào kiểm chứng với tôi xem là tôi nói thật hay là nói không đúng, bôi nhọ ngành công an. Và tôi biết rằng là chính trong ngành công an họ cũng có những cái bất mãn, mà họ cũng có, vì là người này thì ở cái bộ phận này thì ăn được nhiều này, người kia ở bộ phận kia không ăn được nhiều này, không có gì để làm tiền của phạm nhân này, thì họ có sự bất mãn với nhau và họ cũng lại đấu tố nhau. Chính vì thế mà mọi người hãy chia sẻ cái nhật ký trong tù này, nó là một cái bằng chứng thật, bởi vì là chính là tôi là nhân chứng sống, tôi đã chịu những gì đã qua. Thì các bạn hãy cứ tin rằng là những người nói thật thì luôn luôn là sự thật. Huyền La Cốt, mời em Huyền La Cốt lên làm bằng chứng cho chị tí nhỉ. Em Huyền La Cốt thì tôi xin giới thiệu với các bạn, trên page của tôi đang có bạn Huyền La Cốt đang tham gia này. Bạn ấy cũng là một phạm nhân ở trong trại giam số 5, tất nhiên là tuổi trẻ có một chút bồng bột và đã bị kéo lê trên dọc đường khi không nhận tội nhưng vẫn bị bắt phải buộc vào trại 5. Thế thì bạn ấy cũng là một người rất là ok khi mà giúp đỡ chị Huệ Như, và cũng chính vì giúp đỡ của chị Huệ Như và chính vì giúp đỡ cho chị Huệ Như những cái việc mà không ai làm được như thế nên là bạn ấy đã bị liên lụy. Thế và bây giờ bạn ấy cũng là người rất dám nói thôi, cũng nói rằng là chị cứ yên tâm, nếu như mà cần xác minh cái gì em cũng sẵn sàng xác minh. Đấy, anh Nguyễn Cường cũng nói chính xác nhé, không thêm đếm. Anh ơi, thêm đếm làm gì? Cái câu chuyện mà nói thật đây nó đã đủ để cho mọi người, tức là chỉ cần một câu chuyện có thật thôi cũng đã đủ để cho mọi người thấy rằng là nó kinh khủng như thế nào rồi, cần gì phải thêm đếm. Chỉ cần cái chuyện là một theo luật thi hành án hình sự là một tháng chúng tôi được ăn 1 kg thịt, 1 kg cá, và trong khi đấy chúng tôi ăn 6 ngày ở đấy, tôi không được một miếng thịt nào, tôi chỉ được một cái vây cá, đuôi cá nục, người ta gọi là, mà chúng tôi gọi đùa là vây cá mập đấy, thì đã là đủ là mọi người thấy rằng nó kinh khủng như thế nào rồi, chứ chưa nói đến các vấn đề sâu hơn nữa. Thì cần gì phải nói thêm đâu, không cần phải nói thêm luôn. Anh Nguyễn Cường nha, anh cứ yên tâm điều đấy. Bạn Mỹ Mập này cũng đang xem này, có rất nhiều người bạn đã từng sát cánh với tôi trong các trại giam thì sẽ hiểu được là tất cả những chuyện tôi đưa ra đều là sự thật. Và khi mà tôi đã dám công khai cái việc này thì tôi phải cam đoan với các bạn rằng là 100% là sự thật, bởi vì là tránh cho cái việc mà mọi người nói rằng là vu khống đấy. Chào em. Đang trả lời bình luận của Huệ. Chào tất cả mọi người nhá. Đây là một người em mà cũng ở cùng với tôi ở trong trại năm này. Em ấy cũng sẵn sàng làm bằng chứng luôn cho tôi trong cái việc là những lời nói của tôi có phải là sự thật hay không này. Rồi em đây. Đây rồi. Đấy, mọi người cùng tham gia đi. Đấy rồi, nó tham gia từ vừa nãy rồi. Yên tâm, 500 chị em chạy năm có mặt hết, đầy đủ hết. Không cần phải thêm nếm mà chỉ cần nói thôi đã thấy dùng mình rồi các bạn ạ. À. Mày em cứ chia sẻ đi. Em có thể tự nhiên chia sẻ trên diễn đàn của chị. Chia nhiều rồi, chia từ vừa nãy rồi. Không, ý là em có chia sẻ cái cảm xúc suy nghĩ của em ấy. Có vẻ đó.
Vậy chưa được. Em có thể là chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của em này, rồi là những cái trải nghiệm của các em ở trong trại để cho mọi người cùng nghe này. Để khỏi nói rằng là chị Huệ Như đang đang có cái vấn đề thao túng về cái suy nghĩ của mọi người ấy. Suy nghĩ về một cái chế độ nhà tù rất là bất nhân ấy. Chắc là ở bên đấy mạng đang kém đúng không? Các em đang ngoài đường hả? em Thanh này và em Huyền La Cốp là có thể chia sẻ đi, bởi vì là sẽ đang rất nhiều người muốn nghe các em nói này. Ăn vi cá mập. Ăn vi cá mập. Để chia sẻ cái hình ảnh của mình. Mạng đang kém nên là chị cho các em xuống nhá. Một ngày nào đấy, lúc đấy mà mạng thoải mái nhất, mà rộng rãi nhất, mà có thể là mạnh mẽ nhất thì chị sẽ đưa các em lên. Bốn nhân chứng rồi mà. Đây rồi, đây rồi. Bốn nhân chứng trong tù. Chắc là thầy biết là ăn bánh ngày sáng thế này. Cà phê đây chị ơi. Đấy. Đấy. Tôi chỉ cần đưa hai hình ảnh hai bạn ấy lên là các bạn sẽ thấy rằng là những lời tôi nói là sự thật, và tôi sẵn sàng có những người kiểm chứng cho tôi để cho đến cộng đồng trong nước và quốc tế đều biết về cái sự thật như thế. Các bạn ấy đã từng bị tức là đi tù, nhưng người ta cũng không ngần ngại chia sẻ cái hình ảnh thật của người ta lên để cho mọi người biết rằng là vì chính vì là họ rất là bức xúc thì họ mới phải công khai cái danh tính của họ ấy, cộng với lại là cái gương mặt thật của họ ấy trên cộng đồng mạng, bởi vì họ hầu hết là người ta thường nói rằng là đi tù về là phải giấu mặt đặt tên, không thể để cho ai biết rằng là mình đi tù về cả. Nhưng người ta đã dám công khai như thế rằng là thì cái uất ức từ trong người của người ta, trong mỗi con người này nó là rất lớn thì người ta mới dám công khai như thế, bởi vì là mạng của mình có phải là một người xem đâu, hàng trăm hàng nghìn người xem và chia sẻ rất rộng rãi trên thế giới. Thế cho nên là các bạn ấy đã không ngần ngại để chia sẻ cái hình ảnh như thế, thì mọi người thấy rằng là cái sự kiểm chứng của mình là mình đã phải chuẩn bị hết tất cả mọi vấn đề để cho khi lời nói của mình lên là phải có đúng sự thật và không để chối cãi được. Chính vì thế là mình đã lên một cái tắt tút rằng là cục C10 sẽ bố trí những người ở trong trại giam lên đối chứng với tôi. Cứ lên đối chứng với tôi đi, xem là sự thật nó có phải là như thế không. Nếu như các ông nói rằng là các ông ngon lành lắm, các ông của này nọ lắm, các ông đảm bảo đúng quy trình lắm, đúng đường lối pháp luật của nhà nước lắm, thì các ông cứ lên đối chứng với tôi, cho rằng là tôi đang vu khống các ông đi. Nhưng đây là những trải nghiệm của tôi có thật. Đấy, nói về rau muống à? Lại thêm rau muống. Không phải đâu, nói về rau muống thì phải cả một chuyên mục khác luôn đấy các bạn ạ. Bởi vì rau muống nó dài lắm, nó dài như là cái dây thừng luôn. Đấy, lại phải cả một cái chuyên mục khác. Cho nên là rất mong là mọi người là chia sẻ rộng rãi. Để trong hôm nay chỉ là bước khởi đầu thôi. Sau đấy thì tôi sẽ hàng ngày tôi sẽ cập nhật những cái phần 1, tập 1, tập 2, tập 3, tập 4 cho đến tận khi nào mà hết. Bò rát vàng thì chỉ có gọi là Bộ trưởng Bộ Công an có thể dùng được thôi, chứ chúng tôi là tù thì làm sao mà được. Bộ trưởng Bộ Công an người ta nắm trong tay hàng bao nhiêu phạm nhân thì người ta mới có thể ăn được bò rát vàng chứ bạn Lê Lê. Đấy, thế nên là rất mong là sau cái livestream này của tôi nhận được sự quan tâm nhiều hơn của cục C10 để các anh có thể là vào kiểm tra tất cả các trại giam mà tôi đã nói đấy, rồi những trại giam mà tôi chưa nói đến, để các anh kiểm tra xem là kiểm chứng xem là lời nói của tôi có thật hay không. Thế thì bản thân nhà tôi đây này, ông chú luôn đi, chú rất gần luôn, nhà ngay sát nhà này, và lại là người họ hàng gọi là thân thiết, lúc nào cũng phải gọi bố tôi là anh, và tất cả mọi việc thì đều là do bố tôi sắp xếp đấy. Chú ấy đang là ở trước, chú ấy là ở trước cũng là một lãnh đạo ở trong trước là một lãnh đạo ở trong Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, và bây giờ chuyển sang là cán bộ tổ chức của khu vực Tây Bắc ngành công an ấy. Chú ấy còn nói với tôi rằng là mày nói thế nào ấy chứ, chúng tao đi vào các trại giam nhá, toàn thấy phạm nhân họ đang làm trực tiếp lên này, chúng ta vào tận nơi chúng ta hỏi rồi là thế ở đây làm ở đây có được tiền không, rồi có bị lao động vất vả không. Phạm nhân ở đấy toàn trả lời rằng là làm đây được, vừa được tiền lại vừa được tức là đúng mức, đúng cái lệ năng lực và ấy, chúng tôi được học nghề. Và chú ơi, đấy là cháu biết rồi,
đấy là những đứa mà được cử ra để trả lời các chú đấy. Chứ còn những người mà trả lời thật thì cháu này này, ngày nào có đoàn kiểm tra nó xách hai tay hai bên bê vào một chỗ nó cấp, làm gì có chuyện nó ra gặp được các chú. Đấy, anh Ngô Quang Nghị bị ăn chặn cả cái băng vệ sinh, tất cả mọi thứ đều bị ăn chặn nhá. Thế nên rất mong là mọi người cố gắng chia sẻ, để mỗi ngày chúng ta chia sẻ thêm một cái câu chuyện ở trong tù, để cho đến tai được cục C10, để cho họ ấy phải có những cái chấn chỉnh lại trong cái hoạt động mà quản lý trại giam. Nhá, mong mọi người là chia sẻ. Còn câu chuyện của tôi hôm nay thì chỉ dừng ở đây thôi. Rất mong mọi người là sẽ vào trang YouTube của tôi ấy, trang YouTube tên là Vệ Như, để chúng ta, tôi sẽ up những cái này lên đấy để cho các bạn theo dõi cho nó tiện. Bởi vì là lúc nào tùy theo sức khỏe của tôi, lúc nào thì khỏe thì tôi sẽ livestream, còn có khi là hẹn với các bạn livestream trực tiếp. Nhưng mà đến khi rồi lại vì sức khỏe thế này thế kia tôi không thể làm được ấy, thì nó sẽ trở thành là không đúng với lời hứa với lại cộng đồng mạng. Cho nên rất mong mọi người là vào kênh YouTube để nghe cho nó chủ động. Và tôi sẽ chia sẻ hàng ngày về cái nhật ký trong tù, và còn rất nhiều điều hay mà các bạn ạ. Chỉ có ở trong những trại tạm giam, rồi cả vấn đề là phạm nhân sinh hoạt như thế nào, trong quan hệ tình cảm, trong cái vấn đề nhu cầu sinh lý, trong cái vấn đề ăn uống, nhiều lắm. Và chỉ có là mất tiếng rồi cũng có thể, bởi vì là mạng của tôi là cũng kém đấy. Rất mong là mọi người chú ý nhá, và theo dõi cái kênh YouTube của Vệ Như để cho chủ động trong cái việc là tôi đưa thông tin nhá. Rất mong mọi người ủng hộ và chia sẻ ạ. Xin chào và hẹn gặp. Toàn là láo không. Cái chế độ mụ rợ thì toàn là láo không. Bây giờ cho quý vị coi cái này nha. Xin lỗi, để coi. Để chút xíu nữa. Phải cho coi cái này mới được. Để cho coi cái lá cờ Phúc Kiến nè. Mà tại sao không có đưa nó lên được ha. Đây được rồi. Đó, đưa lên. Tại sao chứ? Tôi vẫn đang tin cùng của mình công nhân công chí. Chuyện của tôi cũng không bà đâu. Mấy kia, mấy giáo sư, mấy nhìn nhau đó, tôi đã nhớ chế đâu đây đó. Yên thử, ta hợp đâu đi mấy. Đó, quý vị thấy rõ ràng là cái lá cờ Phúc Kiến không? Lá cờ Phúc Kiến có chữ Tàu đó, đàng hoàng đấy nè. Nó chỉ chiếc là xẻo hoa ngươi đi tiêu trong đó. Có chữ Tàu, rồi có cái cờ đỏ, có cái búa liềm đây nè, cờ đỏ sao vàng nè, thấy không? Cái nguồn gốc của lá cờ đỏ sao vàng đó là nó phát nguồn từ tỉnh Phúc Kiến. Người Tàu họ dùng rồi là họ 1933. Họ dùng rồi. Mình đi bởi vì Hồ Chí Minh mới đưa ra làm cái lá cờ Tổ quốc Việt Nam. Không biết quý vị thấy nhục nhã không, chứ TV256 nhìn cái này nó thấy nhục nhã vô cùng luôn. Không thể nào mà TV256 mà chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng là cái cờ Tổ quốc của mình hết đó. Bởi vì nước mình mới bị mất, nước mình mới đau khổ cho đến ngày hôm nay. Quý vị coi rõ đi. Cái nguồn gốc nó cũng là từ lá cờ đỏ sao vàng của Phúc Kiến thôi. Đâu có chạy chối gì được. Rồi sau này mới sửa thành cái mới đầu rồi nó dùng cái cờ đỏ sao vàng mập. Rồi bây giờ nó dùng cái cờ đỏ sao vàng ốm thôi. Đâu có khác gì đâu. Tại chiến sĩ, tổng thống đại biên cùng của mình đồng nhân xuất trí. Chiến thuật quân lông bà đô. Bây giờ thì sẵn đây thì TV cho quý vị coi, để coi
coi mấy cái tù nhân đây nè, mình muốn cho quý vị coi cái tù nhân thôi. À, để coi nè, muốn đưa mấy cái hình ảnh của những tù nhân chính trị đó mà. Rồi sao mình làm mấy cái hình mà tù nhân chính trị mình làm đây nè, đây nè, đó, đây là những hình ảnh tù nhân chính trị mà mình làm ra để cho quý vị thấy. Đây là hình ảnh tù nhân chính trị đó. Rồi, rất cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Chúc quý anh chị một ngày vui vẻ nha. Rồi.